Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để mình sửa và tận dụng lại những cái dây đèn chớp nữa các bạn. Đây. Đó. Rụng đèn ra nè. Rồi. Thì cái dây mà mình muốn sửa là cái dây đen này nè các bạn. Dây này á là mình có nghĩa là mình mới có mua sử dụng là nó đã bị hư rồi. Đó, thì cắm điện vô sử dụng được mấy bữa đó là nó nổ cái bụp. Nó hư cái hộp này nè. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái hộp này ra để mình kiểm tra. Thì thường thường mấy cái này là mình không có sửa các bạn. Nhưng cái này mình thấy là nó còn mới nè, mình tận dụng lại để mình sử dụng ha. Các bạn khử cái này ra. Đây móc rồi. Đó. Đây. Đây là cái phần bo mạch của nó nè. Thì ở trên đây là nó sử dụng một con diode nè các bạn. Một con điện trở nè. Đi thẳng vô IC luôn. Rồi, còn một cái đường AC còn lại là nó đi qua con trở nè, nó vô IC nữa nè. Đó. Còn cái dây dây này. Con đường của con diode nắng cầu nè. Nó đưa vô đây nè. Đó. Đơn giản là chỉ vậy thôi. Ở trên này là cái phần công tắc, nó chuyển chế độ các bạn. Nó chuyển cái chế độ đây, nó có ghi nè. Đó. Mình gặt cái đâu thì nó sẽ chớp theo cái chế độ đó. Thì cái này là chắc IC nó chết rồi. Nó nổ như vậy là nó dòng điện vô đây chết IC các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tận dụng mấy cái hộp này nè. Mấy cái hộp dây đèn chớp cũ nè. Đó, mấy cái dây mà bỏ đi nữa bạn. Là mấy loại này á, là mình không sử dụng lâu á, là nó tự nó mục cái dây các bạn. Đây nè. Mình không sử dụng lâu là nó mục cái dây mình hết nè. À. Cái dây này nó bằng giống như là bằng sắt vậy đó, chứ nó không phải là bằng đồng kẽm gì ha. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ tận dụng cái hộp này lại các bạn. Đầu tiên thì các bạn tháo cái hộp này ra. Đó. Ở trên đây nó cũng có một cái con IC giống như cái mạch trên này thôi, nhưng mà chức năng để mà chớp nhiều kiểu á, thì nó khác thôi. Đó, con IC nó nằm ở trên cái miếng này nữa các bạn. Cái miếng đứng này nè. Đó là con IC ha, còn trên đây á, là mấy con triac. Đó. Khi mà con IC nó cấp cái lệnh cho con triac á, thì nó sẽ đóng mở để nó tạo cái dao động chớp tắt cho cái dây đèn chớp của mình đó các bạn. Đó thì nó đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ lắp lại rồi mình sẽ tiến hành độ qua các bạn. À. Rồi. Thì ở trên đây. Ở trên cái dây đèn chớp này nè, lúc nào nó cũng có một cái sợi dây nó cấp sẵn hết trơn các bạn. Đây, các bạn thấy nè. Đó, đây, hai cái cọng dây điện của cái chuôi cắm nè. Đó, nó cấp sẵn vào một cọng nè. Thì tới đây là một chân ha. Thì ở trên đây nè. Nó cũng có một cái dây cấp sẵn nè các bạn. Đó, cấp sẵn nè, nó vòng qua bụng diode nè, tới đây nè. Là cái dây này nó thường nó có hai dây. Đó, thường nó có hai dây như vậy nè. Cái hộp này cũng vậy các bạn, để mình tháo hộp này ra. Đó, trên đây nè. Dây cắp sẵn nè. Dòng lại đây nè, ở đây có hai dây. Đó. Hai dây có nghĩa là hai cái dây của cái đèn chớp này nè các bạn. Đó, đèn chớp là nó có hai dây, là cái dây cuối cùng của nó là đi lại đây nữa các bạn. Đó, thì một đầu này là có một dây cuối, một đầu nè, một dây cuối. Đó. Thì mình sẽ tận dụng lại, mình hàn qua. Với điều kiện là cái mạch này nó còn hoạt động các bạn. Thì đây mình sẽ cắm điện vô mình kiểm tra coi nó còn hoạt động hay không ha. Này, cắm điện vô nè. Ông bạn đặt
kia cái thang AC nữa các bạn, hoặc là DC cũng được ha. Đó thì đây nè. Đó, đèn nó chớp nè. Đó, đây. Đây. Và đây. Có nghĩa là mình có thể hàn vô 4 dây đèn chớp được các bạn. Đó. Bật qua DC nè. DC thì cái này là cộng. Đó. Nó dừng một lát nó mới nha chớp nữa các bạn. Đó. Đây. Nó chớp theo cái kiểu khác rồi đó. Ok ha. Rồi giờ rút điện ra. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ kiểm tra cái hộp này các bạn. Đó. Thì cái hộp này các bạn phải xác định là nó phải là đèn nó không có bị hư mới được ha. Đó, đèn nó không có hư thì mình mới đổ qua được. Như đèn nó đứt một dây rồi á thì mình nối lại nó cực lắm. Đó, thường là đèn còn nguyên thì mình hạn chế. Ở đây thì mình sẽ lấy cái máy đo led á, mình đo cho các bạn xem. Còn ở nhà thì mình biết cái dây của mình nó không hư thì mình gắn vô mình xài được ha. Đó, một dây nè. Sáng ok nè, tiếp theo nè. Dây này nè, cũng sáng luôn nữa bà. Đó, nghĩa là hai dây sáng hết ha. Đó. Còn không thì mình sẽ cập vô đây nè, cập vô đây nè. Thì nếu nếu như cái bạch đèn mà nó còn tốt thì nó sẽ chớp, IC còn sống á. Nó chớp luôn. Đó, còn đây là nó nín thinh luôn rồi. Cộng nè. Đó, vậy là cái mạch này nó chết rồi. Rồi bây giờ cuối cùng thì mình chỉ việc hàn qua thôi. Đầu tiên thì các bạn lấy cái dây có hai chân nè. Đó, lấy cái lọ bên hai dây nè. Đây, bằng hàn qua cái bên bìa bên đây các bạn. Còn hai dây còn lại các bạn hàn vô bất kỳ bốn cái chân còn lại này. Mình sẽ hàn sau le để tránh nó bị chập đó các bạn. Còn nếu như 4 dây thì mà các bạn hàn cho kỹ ha, đừng có để cho cái dây này nó xù ra đó, nó dễ bị chập. Rồi, ok, vậy là được nữa các bạn. Đó, đơn giản là chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vô mình test thử coi nó sáng đèn hay không ha. Đó, cắm vô nè. Ok nè. Đó. Là không có đứt cái led nào hết mới được. Nghĩa là cái dây led của mình nó còn mới, mình vô tình mình xài không biết sao mà nó bị nổ cái hộp này thôi. Nó đơn giản là chỉ vậy thôi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đậy cái nắp lại để mình chuyển cái chế độ của cái hộp này ha. Thì cái hộp này nó ít, nó không có kiểu nhiều bằng cái hộp đen kia. Đó, xong bây giờ mình sẽ chuyển nè. Đó. Đó. Ok. Rồi cuối cùng mình chỉ việc dặn hai con ốc này lại nè. Rồi mình sử dụng thôi ha. Đó. Nếu như mà mình sử dụng mà mình gắn lên mình treo luôn, mình không có tháo xuống thì thôi. Còn nếu như các bạn mà treo lên cây hoặc là treo trang trí ở ngoài sân thì mình sẽ hàn hai cái cục keo ở hai đầu nè. Nó hàn rồi làm sao cho cái này nó chống nước luôn, có nghĩa là bỏ làm sao mà cho nó bít lại để vô cái bọc hay gì đó nó mới tốt, chứ không mà ra ngoài mưa nó nhiễu vài giọt là nó nổ giống y như cái này nè các bạn. Đó.
là chắc là nước mưa nó nhiễu vô. Rồi, đơn giản là chỉ vậy thôi. Đó. Rồi, rất là đơn giản thôi. Thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách để mình độ lại một cái dây đèn chớp ha. Nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.